luôn. Xin chào anh em nhá, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Lâu lắm rồi thì mình không có một cái video nào mình quay ở nhà, với lại cái video này thì nó vẫn liên quan đến diều sáo các bạn ạ. À, ngày hôm nay thì mình và Phương Cầy hai anh em mình đang ngồi rảnh quá, chả có cái việc gì làm nên quyết định ấy em ơi. Là hai em mình quyết định lên xe đi vào trong làng và tìm lấy một số cái loại dây như của cái cậu cái gì ấy? À, sản phẩm Bắc Hùng em ạ. Ô, xe tao làm cái gì kệ mẹ tao mà vậy. Mình đang đi vào trong làng cùng với Phương Cầy để tìm một số cái loại dây dây như hôm vừa rồi của cái cậu nghệ nhân trẻ Thái Bình ấy. Đấy. Mua về tặng cho cậu ấy. Khổ, tại vì hôm vừa rồi nhìn thấy cái ấy không? Cái hoàn cảnh cậu ấy không có dây thả diều được, trông nó tội quá. Hãy đi từ từ thôi. Anh em phải hiểu một cái vấn đề là cái tầm trẻ trẻ tuổi như vậy để mà bố mẹ ủng hộ chơi diều thì mình thấy nó ít lắm. Tại vì đa số là chơi diều xong bắt đầu là các cậu lười học, có gì đâu, lười học. Suốt ngày đi học trong đầu chỉ có diều ấy, chữ thì ít nhưng mà diều thì to, nó che hết rồi. Nếu mà mấy cậu nghiện diều ấy là đi chụp x-quang bây giờ trong đầu là toàn hình cái diều thôi. Ví dụ như Phương Cầy đi chụp x-quang trong đầu ấy toàn người yêu thôi, nó không có gì khác ngoài người yêu đâu. Toàn thấy kiểu doggy với la hán để xe bò. đủ cất như thế. Phong cách người chơi. Anh em mình đang đi vào trong làng, các bạn đã sắp đến rồi. Mình đến và mình tìm một số loại dây mang về tặng cho cậu để xem cậu có cái quả siêu phẩm nào mới không. Nhưng mà mình nghĩ là nó đứt, nhưng mà cậu bảo chỉ chơi cái loại đấy thôi. Ừ, thì mua cho cậu lại đây. Anh mua cho cậu lại đấy cho cậu chơi. Ok. Anh em đi, bây giờ phải đi cùng mình nhá, sắp đến nơi rồi. Cái dây này thì nó rẻ thôi, hình như đợt trước anh em mình mua nó tính mấy nghìn một quận đấy phải không? Có mấy nghìn thôi phải không? Cậu bảo chỗ dây tầm 30.000, mình vào mình mua xem nó rẻ, mình mua cho cậu khá tí thả cho nó dài. Đó. Đâu? Mày không nên biết cái gì. Mày không nên biết cái gì, mày biết cái đéo gì là hỏng cái đấy. Gì sáng ấy? Quay. Thì không bao giờ tối. Cho cháu xem một ít cái dây diều mà màu xanh xanh, dây cương ngọc đây. Đúng. Bà dì mình chủ quán ở đây. Đấy, dì sáng. Thằng này nó bảo dì không bao giờ thối. Đấy, cụ quái. Vâng, cái dây màu xanh. Vâng. Nếu còn cả bên kia. Không, còn tiềm. Đây, đúng cái dây này. Dây này bán như thế nào gì? Cái đấy 5 nghìn. 5 nghìn một quận này? 10 nghìn. Dạ? Một quận. 5 nghìn với quận 10 nghìn nó khác gì nhau thì? Quận này 10 nghìn nó to. Dài hơn, to hơn. Nó được nhiều hơn đấy. À. Thế con lấy hai quận 5 nghìn thì nó có bằng một quận 10 nghìn không? Không biết, nó không bằng. Nó bằng. Mày có thả đến không ạ? Không. Mày thả đến đâu anh mua về sau này, ví dụ mày thích thả. Chơi gì mới. Mày phải chơi cái loại giật mái nhà ấy, chơi carbon ấy, cái loại carbon bằng này này. Làm không? Không. Cái mái nhà lên nổ trong một quận. Ai quận này chắc dài lắm nhỉ. Chung này dài lắm các bạn ạ. Được nhiều chứ nhỉ, nó dài nhỉ. Một quận này nó dài được khoảng tầm 100 mét. Không chắc 100 mét, 100 mét thì không đến. Đến, tí đi đến. Cho con cái gì? Đây, quận này. Con quay ạ. Con quay đây ạ. Vâng. Đây, cho con này. Ba quận đi. Quay để lên đấy ạ. Vâng. Đi hôm nào chúng mày thả diều trong TV ấy nhỉ? Hôm nào chả thả bà. Hôm nào cháu thả diều trong TV cháu gửi đi. Hôm giờ mở... Cháu TV nhà nào cháu cũng nhảy vào trong đấy được. TV ra. Cứ mở TV ra là thấy cháu ở trong đấy. Có hai cái thằng này ở trong TV. Thì mai thì lên VTV nhé. Cháu chào dì, con chào bà, con đi về đây. Đi về các bạn. Cầy. Đây là Phương Cầy. Chào thấy cốc này. Thầy rất là cốc nha. Bây giờ đi về các bạn. Đâu? Đâu? À, từ trên. Tại này
các bạn là thằng này không nên cho nó biết cái gì, nó biết cái gì nó hay cả khịa. Đấy đến bà dì mình là dì chán nữa, bảo dì không bao giờ thối. Đúng thật sự luôn các bạn ạ. Ôi mẹ, ba cuộn dây được nhiều lắm các bạn ạ. Cả cái loại này á, cái loại này nó bé không, chứ đâm ra là nhìn thôi nó được nhiều, nó như thế này thôi nhưng mà nó được nhiều lắm. Đấy. Sáng uống Coca. Hả? Sáng uống Coca. Quận này á. Quận này thì nó to hơn cái quận 5.000 các bạn ạ, tại vì nó là cái quận 10.000. Đấy, nó to hơn, nó dài hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ mang về nhà cậu ấy và tặng cho cậu ấy nhá. Đấy, đây là cả đống này hết có 30.000 thôi. Và sau đó thì mình sẽ gửi gắm cậu cho Phương Cầy bảo kê để đỡ bị lừa. Mãi lần sau mà. Lần sau xuống quay video nó lại bảo không. Cháu ấy vừa cho nó mượn rồi. Nó mượn nó đâu trả. Ok, let's go. Anh em ơi, mình bây giờ đang trên đường sang nhà 6. Bé mấy tháng nó đã học tiếng Anh sôi sôi. Mấy tháng á? Nó có mấy tháng tuổi mà đọc tiếng Anh vênh vách kìa. Kia đội đi u rơm về đốt. Thế là anh em ạ, thằng này dạo này đây. Mày bị ế lâu chưa? Bị gì? Em mày bị ế lâu chưa? Điền, em bị sao đâu. À, mẹ biết chưa? Anh trai biết, mẹ biết chưa? Điền, không sao đâu. Thằng này nó bị sao mà ảnh hưởng hậu Covid hỏng không? Long ơi! Bị ế này. Hôm nay mình bị làm sao biết nhưng chả ai. Long ơi! Long! Đợi tao tí. Ra chú cho cái này. Mở cửa, nhốt chó vào mở cửa. Ông chú cho cái này. Nhốt chó vào, nhốt chó vào, mở cửa. Cho cả anh Thơm nhé. Bất ngờ. Cho cả anh Thơm nhé. Bất ngờ. Nó có bất ngờ. Anh Thơm nay không đi làm à? Nay không đi làm anh? Trời hả? Trời ơi, dạ vâng ạ. Xoài. Xoài cát, xoài bát. Xoài tượng. Ngoài gọi là xoài cát với xoài bát. Xoài nó là xoài tượng. Xoài ngọt giòn này. Nó có đứng im đâu mà tượng. Nè, nó chả đứng im. Lúc này trừ khi tác động vật lý bên ngoài. Thế à. Chú vào đi ạ. Nhăng 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 nhăng. À, như thế này mở ra xong nhá. Anh em phải xem cái cửa thiết kế rất hay. Nó lại tự biết đóng vào rồi. Mày bỏ tay ra nó tự đóng mà. Đấy, tự đóng vào rồi. Đấy. Vẫn phải tác động, vẫn bác. Bác đi chơi. Đâu rồi? Đây, chú cho dây diều. Này, này, cho ba cuộn. Đấy, về để thả diều. Tức là thả từ 2 mét xuống là thả bằng cái dây này. Đi vào đấy. Còn con nào nữa không? Con hai cánh đen này không? Con để chúng xem à? Đây đấy. Diều rồi. Hả? Anh Thơm à? Vâng. Cho dây nó thả diều cho sướng. Ngại cho nó hư. Đây, đây là con diều của cậu hôm rồi mình kép đây. Để mà chơi anh em định giá bất bán nha. Đấy, quay nhà bất bán. Anh Thơm ơi, cái con to trên này của anh à? Đuôi dài. Cặp của anh. Đấy, màu hồng. Giấy hồng. Giấy hồng. Giấy hồng. Cái này anh đánh. Đấy, này, con này 2 mét mấy nhỉ? 2 mét 2. 2 mét 2 cho trông nhìn nó to hơn con 2 mét xương nhỉ? To hơn hẳn nhỉ? Treo diều cũng là một cái nghệ thuật.
anh có chèo dài cho anh ấy, tải 2m2 đấy, 2m là trông nó to hơn hẳn nha. To nhiều. Quấn dây ra cái gì? Quấn ra cây à? Hay kiếm cây, kiếm cây quấn vào nó. Nó vàng chú quấn nha. Vâng. Nay không đi làm à? Cái loại dây này tỏ, tỏ cái loại dây rất là mệt các bạn. Hễ dỗi cái là ngày xưa, không phải dỗi. Nó dỗi là nó không cần tỏ. Hễ mà chớm mà dỗi cái. Ngày xưa ấy, mình mua dây về, mình ngu đến cái mức mà mình nghĩ là trên thế giới không ai ngu như mình. Mình đâu biết tỏ kiểu gì, mình cắt vẹ đôi cái đầu này ra, xong bắt đầu vẹ cắt đôi cái đầu này nữa, xong bắt đầu cứ nối một mỏ một nó bằng này này. Đấy. Không, không, trên thế giới không ai ngu như mình ngày xưa. Giờ vẫn thế. Giờ chỉ có Phương Cầy ấy ngu ấy thôi. Gỡ cái dây này nó đơn giản lắm. Thật ra nếu mà biết cách gỡ nó rất là đơn giản. Các bạn thò đúng cái ngón chân cái này, kẹp vào đây này, xong bắt đầu gỡ nó ra. Gỡ như bình thường thôi. Dạo này không làm con nào mới à? Cháu làm con mới rồi. Đang nghỉ hè phải không? Còn lâu mới phải đi học không? Còn lâu à? Thế tích cực làm mấy con mà nó thả vừa vừa cái loại dây này này. Nhưng mà đừng làm to quá. Cái loại này chắc chỉ 1,5m nhỉ? 1,5m thả là đẹp rồi. Đo đạt cẩn thận nào. Kiếm cái cây ấy, cuốn nó vào. Này gỡ nó rất đơn giản này. Có gì đâu. Đấy, gỡ như này được. Đấy, gỡ ví dụ thôi. Thôi. Khả năng để cho cậu này cậu quấn à. Sang chủ yếu mình tặng cho cậu ấy cái mấy cái cuộn dây này, xong bắt đầu định review cho các bạn xem con chiều mới. Nhưng mà dạo này cậu ấy chán, cậu bị lừa mất dây ấy. Bị lừa mất đống dây với lại áp lực công việc nữa, thế đâm ra cậu không làm được con chiều mới. Được đồng tiền gánh trên vai. Thôi để một thời gian nữa cậu ấy có con mới thì mình sẽ review cho các bạn xem. Đấy. Cậu ấy làm nhiều giá rẻ lắm, anh em cứ tích cực liên hệ với cậu. Ba cuộn dây này con nghĩ nó dài tầm bao nhiêu mét? Ba cuộn dây này con nghĩ nó dài được tầm bao nhiêu mét? Hơn 100m à? Ba cuộn này chắc mới được hơn 100m thôi các bạn ạ, bao nhiêu mà cái loại diều con này thả tầm hơn 100m thì nhìn chung nó xa lắm. Đây con quấn nó vào, kiếm cây đẹp đẹp quấn nó vào, biết gỡ không? Ừ. Đấy. Vâng, ok anh em. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Video này mình xin phép kết thúc tại đây thôi. Mình đi về thôi. Lần sau mình sẽ review cho các bạn kỹ hơn. Anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhá. Bye bye.